dẫn món bánh xèo cơm tấm nha. Món này á, bà nhà tôi khoái lắm nè. Nguyên liệu cũng đơn giản nè. Đầu tiên á, tôi chiên lại cơm. Thường cơm này hơi thiêu rồi. Bà Năm bà mới bán rẻ, có 5.000 à. Hơn á, một ngày tôi kiếm cũng đủ. Còn dư á, bà miếng sườn với chả thì bà cho luôn. Tiếp đến á, tôi chiên là bánh xèo. Bật lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Người ta chiên rồi mà chiên lại to quá là chát hết. Rồi bỏ chỗ cơm này vô bánh xèo. Bánh người ta cho nên đâu có nhân đâu. Món này bà nhà tôi mê lắm. Cái bữa nay bà bệnh quá trời, chả biết sống được mấy bữa nữa. Nay á, còn có bữa này no. Bữa nay á, lên đây quay hình á, nên các cô chú trình bày cho đẹp dữ ha. Đó, món bánh xèo cơm tấm tôi với bà nhà tôi hay ăn á.